Xin chào bác, đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Carolus 520, một mẫu xe địa hình của Pháp, được trang bị bộ group Shimano SLX. Đấy, bộ group rất là cao cấp của dòng Shimano. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Phần khung của chiếc xe thì được làm từ nhôm, nước sơn nguyên bản. Phần sơn của chiếc xe thì là do qua quá trình sử dụng, cộng với cả là xe bãi nên là có một vài vết xước không thể tránh khỏi. Thì sử dụng bộ group Shimano SLX. Như các bác chơi xe lâu năm thì các bác đã biết là cái bộ SLX này nó rất là cao cấp, nó hơn DOG, nó chỉ sau DOG XT. Đu đĩa trục rỗng, gạt đĩa hết lấy. Phía trên tay lái cũng được trang bị bộ bấm SLX, phanh dầu Shimano. Bánh là 26 inch Mayer Shimano, giảm xóc hơi. Em sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe tính từ phân trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 55 cm. Chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng 1m62-63. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. 72, 73 đi là phù hợp. Một đề SLX 11 tầng lít, 2 tầng đĩa. Xe đang có giá bán bên em rất là hợp lý, chỉ có 9,8 triệu bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn nên ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.